Nguyên xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Hôm nay hai chồng Nguyên đi siêu thị ở SK nè cả nhà. Tự nhiên Nguyên tự nhiên sao xíu xe nghe ố ố trời. Không biết xe của ai bóp kẹn tin tin. Không biết xe của ai mà nó ghéo sùm nghe nhức đầu thiệt chứ. Nó ghéo nhau y trời đất hết trơn. Nó cái siêu thị NSK này gần nhà Nguyên nè cả nhà. Hả? Em bé. Chồng Nguyên nói em bé. Lấy xe đẩy. Nhưng mà hú ghéo. NSK lâu rồi không đi siêu thị này. Suối cùa hả? Nam bên chồng mua trái cây nữa cả nhà. Chồng mua để đi quét mộ, đi tảo mộ hả? Liêu à, y cơ ti phăng liêu ly. Chứ có ô rè. Hả? Thì xì hoang à. Còn mình khởi gì tạ xùy hơn à. Khởi gì? Ở Malaysia bán trái cây á cả nhà, đa số thì họ bán theo trái chứ họ không có bán ký nha cả nhà. Trong siêu thị cam này á thì họ bán 10 đồng. Ý là 9 đồng. 9 đồng 10 trái. Mày lẻn trùng ha. Nguyên hỏi chồng Nguyên anh mua hai loại phải không? Táo nữa cả nhà. Chồng Nguyên mua ba loại trái cây. Chỗ bán dưa muối nè cả nhà. Ở đây cũng có bán dưa muối nữa. Nhưng mà họ muối không có chua giống như Việt Nam mình nha. Đa số là nó mặn. Măng chua nữa nè. Măng. Hồi nãy sửa tay. Mua cải nè cả nhà. Cái này kêu bằng cải gì quên mất tiêu rồi, kêu bằng cải gì cả nhà. Rau thì Nguyên ngu lắm, Nguyên không có rành mấy cái tên. Về cái mình hầm canh. Cải salad phải không? Hay là cải gì quên mất tiêu rồi. Lấy về để hầm canh. Đi cơ cô là lại khu bán đồ biển này. Không biết có tôm sống không. Đây là khu bán cá nè cả nhà. Ôi cá thấy mê quá ha. Vô đây nó tanh bà cố luôn. Wow. Có hào nữa là cả nhà. Chị bên nè. Tôm sống đó cả nhà. 1 ký 89 đồng 8. Sữa liêu. Sữa liêu cơ. À. Hay khan hát ta mà. Đi giáo xương à. Chăn nã sữa ơ tơ khởi gì lèo ô nọ hay sư mại cho cơ bu vô mài phẳng xe đó sư liêu tơ. Nguyên kêu chồng Nguyên mua này khỏi mua tơ khỏi mua cua biển. Một ký là 89 đồng 8 cả nhà, cho 90 đồng đi. 90 đồng là khoảng 400 gử.
450 1 kg. Tại vì tôm này tôm sống á, cho nên nó cái giá nó mắc đó cả nhà. Còn mà tôm vậy á mà chết á là chắc cũng cỡ 30-40, cỡ 30 đồng 1 kg, 20-30 1 kg. Nguyên thì ăn tôm sống không à, tại vì Nguyên bị dướng á, dướng dưới đồ biển. Ăn mà tôm chết á cả nhà, họ có để chắc cái gì đó. Là Nguyên ăn vô Nguyên bị nổi mề đay. Ôi con cũng bự quá trời. Wow, wow. Chồng Nguyên thì không, anh không có ăn đâu, sợ bị bệnh. Anh không dám ăn đồ biển nhiều. Tại vì Nguyên lâu lắm rồi Nguyên không ăn đồ biển á. Với lại Nguyên nghe nói á, bầu á, ăn đồ biển có canxi. 3 tháng đầu thì Nguyên không có dám mua à, tại vì Nguyên sợ bị dướng á. Với lại bác sĩ cũng nói Nguyên bị dướng dưới đồ biển á, 3 tháng đầu hạn chế ăn. Bây giờ Nguyên cũng gần 4 tháng rồi ăn được rồi. Sao mày chưa có bao thân kỳ này hơn? Hả? Dạ. Ừ. Mà chứ cơ hậu nè anh. Nhiều khi xưa mà chứ cơ hậu xưa hào. Ý quà chèn chứ cơ hậu đó. Nó mua này về hầm canh cho chồng. Ý còn hải, hải hủ ô. Giao nã trì chớ bao thăng. Chù chù thăng. Mua ít con này để nấu canh cả nhà. Chồng Nguyên thích ăn cái này dữ lắm. Hay xưa xào vậy khởi gì. Đấy, kiếm không? Y kilo thôi. Úi, phải chắc phải gì? Ừ. Đi nè, đi. Hả? Đi nè, đi kilo à? À. Sữa khoai hả? Ồ, 1 kg chỉ có 1 kg chỉ có 9 đồng 9 hả cả nhà. Úi rẻ dữ à. Úi, hùa đâu. Búi dao quà nã. Ừ, nó còn sống nè cả nhà. Một phân cho Ben xem. Nó hô tửng xe hả? Ui dù, nó còn sống nè. Cái này rẻ cả nhà. Chứ mình ra ngoài ăn á mắc. Chồng Nguyên mê ăn này. Mê ăn này mua về chóng ăn. Mày chen đó. Mua gừng nữa cả nhà. Để về nấu cái súp đó cho chồng Nguyên ăn. Hồi nãy Nguyên định vô đây mua cua nữa đó. Mà cũng đâu có cua đâu mua. Ở đây là bán cua nè mà không có cua. Ấy. Chồng Nguyên. Xưa quà mến xưa nó có gì à. Mua cá nè cả nhà, mua hổm Nguyên mua cái cá này về ăn thử. Ăn thấy ngon quá. Ý cho mô mỹ ô xè chia sẻ nè. 11 đồng 9 là khoảng 60 ngàn tiền Việt Nam mình á. Mua một ít thôi. Chứ không có mua nhiều. Mua đủ ăn. Gì mà thúi không à cha nội. Bộ đây bán ế lắm sao à. Cái cơ cô là. Cái bịch còn nặng hơn củ gừng nữa. Chồng Nguyên gỡ cái bịch kìa. Chứ bên. Ủa sao gừng này màu đỏ á. Nó hủng sơ rồi. Gừng gì ngộ quá. Gừng gì đó quét à. Khoai tây nè cả nhà. Nguyên lửa ít củ rồi. Chỉ có hai chồng mà ăn không hết cái nó lên mộng uổng. Chỗ này thấy ngon là khoai tây ngon à. Chứ gừng là thấy là nản này nè. Chồng muốn phái ăn khoai tây. Có sầu ly rồi.
chuẩn bị cho mì. Cô đâu? Đủ rồi cả nhà. Ui là trời ơi, cái củ hành. Củ hành thấy sợ củ hành nữa. Trắng tà mà. Indu son. Yeah. Mua tí xíu cả nhà. Rồi. Trả tiền mở nó đi đảo vòng vòng ở trên nội. Chiếc xe đó là xe lau nhà đó cả nhà. Lau với là quét. Này mà lau bằng tay chắc khùng luôn. Kiểu như nó là máy hút bụi vậy đó. Trời ơi ông nội này ông cứ né ông tới đâu là ông đi tới đó à. Trời ơi ông nội này chứ. Né ông tới đâu là ông đi mình theo mình tới đó. Trong đó nó có xà bông, ta để xà bông ở trong đó cả nhà. Là trời ơi, chiếc xe nó hú tới bây giờ luôn cả nhà. Ông kia ông đi siêu thị đi ra cái xe hết điện luôn. Xe hết bình sạc luôn. Tại vì hết bà luôn. Ăn sải ra anh trai. Băm cho chung màu mảnh chim. Biết vô nãy giờ nửa tiếng không nữa. Mình hú từ nãy giờ. Nãy Nguyên đi á, trời mưa, giờ về nó cũng còn mưa nữa nè. Mưa càng ngày càng lớn, mưa này là mưa dai. Năm nào tới tháng nào biết mộ cả nhà. Đi tảo mộ á cũng mưa vậy hết. Cũng thanh minh đó cả nhà. Mưa nè. Giờ mưa là ưa kẹt xe lắm cả nhà. Tại kiểu như không thấy đường chạy á, nên chạy từ từ với lại đường nó hơi bị trơn nữa. Rồi đây mua nước mía uống cả nhà. Có bán không cha nội? Không thấy ai hết trơn à. Như khanh đâu á. Nì la nó có son khởi gì nữa. Chỗ này bán trái cây của người Mã đó cả nhà. Mua mà ông chưa ép nữa, ông chỉ nguyên cây á. Cái xe lại chồng em đi luôn. Tại không có ông chủ ở đây, cái người làm á, làm biến á cả nhà. Chồng Nguyên quen ông chủ. Chồng Nguyên ngồi trong xe nó đưa ngón tay là ông chạy đưa gà. Kiểu như mua giết cái thành mối luôn á. Nó như là ông bành vô con trai. Con trai nó hình phai nè. Anh rất khổng nè. Quan trọng chi chủ ở bên chi hải. Chỗ so lèo à. Chiếc xe chạy lộn đường ở nhà đảo quá. Thấy bà luôn về tới nhà mà chưa tạnh mưa nữa cả nhà. Mưa càng ngày càng lớn luôn. Về tay vậy. Đồn quá. Cầm nguyên sách cả nhà chứ Nguyên không có sách. Thì bác sĩ nói á, Nguyên không có được sách đồ nặng á. Từ hồi có bầu giờ Nguyên không có cầm gì trơn cả nhà, ngoài chai nước với cái vỏ.
trồng nguyên hết, hồi ăn xong hết cả nhà. Cái ảnh đi nhà thờ, Nguyên thì đi ở nhà, Nguyên không có đi. Cái tôm này á, Nguyên để tủ lạnh để bữa nào phải nấu ăn, tại bữa nay chồng Nguyên á ảnh đi nhà thờ có mình Nguyên ở nhà cả nhà ơi, cho nên Nguyên không có ăn luôn, để bữa nào Nguyên hay nấu ăn. Cái nghêu này nè cả nhà, hồi nãy tén tén xuống lại kìa này ha, cô mà chồng Nguyên ăn mì nấu, anh lấy anh để ra để anh ăn mì á cả nhà, nấu nước cho nó ngọt. Còn này thì chắc Nguyên để tủ lạnh quá, để tủ đông cả nhà. Nó cơ ho bơm trình ngồi chồng ăn xong rồi cái ảnh giao bắt xuống lại thấy phân ra bên quà bắt thì chỗ này á đu đủ nè cả nhà, gỡ nguyên qua xì léo anh ơi, gỡ ra cái mình để đây nó không bị hư, chứ để vô bọc này nó bị úng á, nó có mồ hôi á. Chồng Nguyên nấu chín rồi cả nhà, cái ông vớt mấy cái vỏ ra, cái ông để mì vô mà thơm phức luôn á chị. Đây cá nào Nguyên nãy Nguyên mua nè cả nhà, cái Nguyên để miếng tương ớt vô với lại nước tương để Nguyên kho kẹo kẹo á, Nguyên ăn với cơm. Khi đau thì tham chăng á. Khổ thờ mà hãm dù tiêu đi bên rồi. Hồi bữa cả nhà, Nguyên chiên hụt vịt hụt gà, đập da ông nội mẹ ơi, cái trứng hụt gà nó đen như là táo quần vậy đó. Thúi quá. Hả? Cứ bữa xin xem bữa khăn ăn thêm niềm mại, nó hay dù hoa nhiều á. Xe lỗ niềm mại nhiều cân hơn kẹn á. Bu thủng hả? Hay là trứng tám mão. Tám mão là khoảng 4.400 tiền Việt Nam mình trứng đó nha. Có hai loại. Chứ cái trên trùng mình sẽ xẹo hả? Ồ, chồng Nguyên mua cái loại này loại rẻ xíu. Ồ, đập da thui gùm luôn. Hên là Nguyên chưa để vô chảo chiên. Nguyên này, xong rồi tới Nguyên nè. Cái cá này Nguyên để vô. Nguyên kiểu như Nguyên kho cả nhà, không phải kho nó. Mà kêu làm sao ta? Nguyên phái ăn kiểu này lắm cả nhà. Không có cần để dầu mỡ gì hết. Đó, cứ nước tương với lại tương ớt ha. Ai ăn cay thì để ớt, ớt trái. Đó, để vô chảo. Cái mình ram cho nó kẹo thì kẹo lại, ngon lắm. Món của Nguyên mê đó, yêu thích đó. Nó kẹo lại là được cả nhà. Với lại cá này nó màu chín dữ lắm. Xong rồi cả nhà. Chồng Nguyên ăn gần xong rồi. Phân sai xuống lại qua chi phân. Nguyên để rau ra ngoài mà không quên để vô. Giờ đến là tắm rửa, tắm xong là ăn liền, đau bụng quá, đau bụng mà run chưa. Cá này mình mua về cái mình rửa với rượu cả nhà, cái rượu nó rượu nó ăn á, cái nó thấm á, thơm lắm.
chồng em đi nhà thờ, anh sợ trễ, anh sợ trễ giờ. Giáo sư mua qua màu xe hào phân lên tủ này phải lại xem. Mưa gì thối thằng, tưởng là bữa nay không mưa không, chị quỷ tiên thêm mấy đồ xe á. Nắng sai nó sao cái xe miệng thằng ơi, 5 giờ mấy rồi. Mà chưa ăn củ khoai lang tới giờ luôn chà. Các bạn nói nguyên nói nghiến mà sao ăn dữ vậy? Bữa nào cũng quay video rồi mới ăn được á, cái bữa nào nghiến nguyên đâu quay video không, nguyên được có một cái là nguyên nghe lời lắm cả nhà. Đi khám mà bác sĩ nói nguyên ăn uống này kia không đủ này kia, hay là nguyên dự dán ăn á cả nhà chưa biết không. Đợt mà nguyên nghiến á ăn ra lụa ra hết mà cứ đi ủa ra là vô là ăn lại, ngồi vô ăn lại. Còn Nguyên đâu có quay đâu, đâu có quay đó đâu cả nhà. Nguyên chỉ quay những cái thuốc mà Nguyên ăn được thôi. Bây giờ ăn được rồi hết ngán. Đúng thì chỉ 3 tháng đầu á ám ảnh cuộc đời. Giờ cố gắng ăn cho lên ký. Nó xịt lên cái thang quảnh. Chồng mình để nước ít quá, để mì vô cái nó hút hết trơn nước luôn. Nhưng ngọt đấy. Tưởng đâu lạnh lạnh đó cả nhà. Cái nó không có tươi, ai dè tươi rối luôn. Ngon lắm cả nhà. Chưa tới 10 đồng ký nữa, là khoảng 50 ngàn Việt Nam á, một ký đó cả nhà, rẻ dữ trời. Không tưởng đâu nào giờ, không tưởng đâu mắc lắm á. Chồng mình khoái ăn này lắm á, mua cái để tủ lạnh á, để tủ đông á cả nhà, nhưng ăn lấy ra ăn nó thành mút á. Này không có mút hương, đây là số bán mút phía không mà, có loại mướp phải giống Việt Nam mình mới ngon, ăn luôn vỏ luôn á. À thôi, video của Nguyên đến đây cứ kết thúc cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ video của hai chồng luôn nha. Mến chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành. Xin chào. Xin chào các bạn.